rồi mọi người thấy cũng giống mình hết nè. Rồi ông này em bị cái tai nạn rồi nó sụp cuộc sống chút xíu rồi làm lại. Rồi bây giờ em dừng đi. Rồi thì nhưng mà chút nè, qua đây dừng cái tay làm cái khẩu đứng nó được nè. Rồi qua làm đi. Lấy buồn con ngán ghê. Bây giờ anh ngồi xuống đây. Rồi, để làm kéo chỗ mới nổi, ông này cao lắm. Rồi. Đúng rồi đó. Có nghe gì không? Điện ru vậy? Có nghe nhẹ gì hả? Nghe nhẹ hả? Đó, cái đó mới vô đúng không? Đây. Cái tay mình nắm sát như vậy nè, cái mình dựa đây vô đây nè, nhẹ thôi không cần giật mạnh lắm nè. Rồi tay này được rồi, vậy là ok rồi đó. Làm ra đi, ngửa ra, ngửa ra, ngửa ra, ngửa ra. Rồi nhóm vô, nhóm mông lên. Rồi mình xuống. Đừng có gông, đừng có gông, không lắp gì đâu được. Không cứng ngắt ra, đừng có gông. À, cứng vậy hả? À rồi, cho đi cứng luôn. Rồi. À, muốn cứng cho đi cứng luôn. Thế là biết đây. Chưa thì sao? Rồi, quay qua. Cứng ngắt à? Nó làm như nó cứng khớp vậy. Nó như nó khớp vậy. Còn cái gì bỏ đây vậy đó? Vậy đó. Chính quê đây, vô đây, đi qua đi. Đó rồi, bỏ cái chân thì co lên đó, vậy mới được. Rồi, thằng ngửa đây, thằng ngửa đó vậy đó, ngửa vậy đó. Cái gì đây, bỏ đây. Ông trời ơi, là ông tôi nói tự nhiên sao cái mông con này cứng kìa. Xích chết qua đây chút. Rồi, đó, đúng rồi đó. Nhưng mà cứng quá. Rồi, thử coi, tiếng dậy coi sao rồi. Cổ lưng sao rồi.
nhẹ hơn. Nhẹ hơn rồi hả? Thôi vậy là con rồi, vậy là quấn đài rồi hả? Khổ phải kéo thứ hai lần. Khổ về em nha. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.